Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay tiếp tục nên bẫy chuột cái điểm này ha. Điểm này hôm bữa nên bắt ếch cũng được 5 ký mấy nè. Đó, là điểm này nè. Bữa hôm nên bắt ếch là bắt ở ngoài kia cái vườn ổi. Bữa nay thì nên đặt chuột ở đây ha. Ở đây thì người ta chưa có lên nước nữa, nên không biết chừng nào ta lên nước nữa. Đợi người ta lên nước bắt ếch rồi mà không biết chừng nào ta lên luôn. Không biết nào lên luôn, tại bữa hổm có mưa rồi, cái nước nước có chỗ nó gì gì nè cô chú anh chị, cái nên bắt được là bắt rút cánh ở ngoài. Thì bữa nay nên đặt chuột ở đường này, nên đặt dòng cái vườn ổi này nè, đặt dòng cái vườn ổi này, đặt giáp dòng cái vườn ổi luôn với ra ngoài cái vườn cà na đó đó, vườn cà na trút ở ngoài á, nên đặt dòng cái vườn giáp cái vườn cà na luôn. Rồi đặt theo cái đường bờ này nè, bờ này dài trong đó khúc nữa, mà nên đặt hoài, đặt hoài không hết bẫy. Nên còn giờ nên còn cái chừng có 160-170 cái à, mà đặt hoài đặt không hết. Còn đây cũng 10 mấy 20 cái vậy nè, còn đây cũng 10 cái 10 mấy cái. Hết chỗ đặt luôn rồi, theo mấy bờ đê con cũng không có luôn này, chắc lên về luôn. À, vườn ổi nè, ổi này cũng ngọt ngon lắm cô chú anh chị. Bữa hổm chưa anh chủ vườn á, anh cái cho nên trái ăn ổi nổi ruột đỏ. Ảnh có kêu nên có ăn thì bé ăn, mà nên ít ăn lắm. Ổi ruột đỏ cũng ngọt lắm, cũng ngọt lắm luôn. Con mớ bị thúi rụng nhóc, bị mưa thúi anh bẻ anh bỏ ra nè, nhóc luôn nguyên vườn ổi. Anh đặt giáp dòng vườn ổi nè, với cái vườn cà na bự ngoài đó đó, anh đặt giáp dòng vườn cà na luôn mà đặt cũng không hết bẫy. Rồi giờ này trời chuyển mưa, cũng trời cũng có mây đen, cũng chuyển mưa của chú anh chị nãy giờ, nên nghe ổng chuyển hầm 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 nãy giờ, mà nên không biết mưa cánh nào thôi. Cái cánh chỗ nên thì cánh này còn nắng, nắng chang chang luôn, hầm hầm chứ không biết mưa chỗ nào. Chắc nghĩ chắc đây tới chiều chắc thế nào cũng có mưa quá, lớn nhỏ hay nên không biết thôi. Rồi giờ thì còn nhiêu bẫy này nên đem về luôn, rồi chứ hết chỗ đặt rồi, nên hết biết chỗ đặt luôn rồi. Theo mấy cái bờ đê nhỏ 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 cũng không có luôn, không có đường nên đặt cũng không được. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha, chứ tối nay tối thì nên không có thăm đêm, tại chuột yếu á nên cũng không thăm đêm, để sáng mai cuốn luôn. Rồi sáng mai chuyện nào nên có đi đi cuốn gặp á, đi giải gặp á, rồi thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng bắt đầu hai chồng nên đi cuốn số gặp hôm qua nên đặt nè. Đây vườn cà na, vườn cà na này cũng bự lắm, để trồng cà na không à cô chú anh chị, cà na toàn bộ luôn, nên không thấy trái gì trên. Còn bên đó là vườn vườn ổi, phong cảnh buổi sáng ha. Nãy giờ cơm không có gì trơn. Chính là nên không có đi thăm đêm á. Bà xã nè, chào cái kìa đó, cái kìa đây nè nè. Cờ mất tiêu cái lá rồi sao thấy. Gặp không không thấy có cái dấu cắn cỏ mà không có luôn. Chỗ nên giờ hết đồng rồi, đồng rồi hết trơn, chỉ còn có chỗ này ta chuẩn bị đây cũng xạ lại, nên chờ người ta lên nước rồi nên bắt ếch chỗ này nè, mà không thấy, không biết gì nào ta lên nước nữa. Còn nguyên vạt này dài lại xuống dưới đó, với dài lên đây một khúc. Hồi bữa bắt ếch là nên bắt ếch ở ngoài này nè.
bữa mưa cũng lớn, nước chút chút gì nè, vì mà ếch nó có ếch gà mình bắt, rồi cái bắt được bữa một qua mấy bữa sau hết rồi. Gặp không không mà ra không thấy con gì. Đó, 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 cái đó. Chết rồi. Trời, trời ơi, thấy có gà cắn cỏ mà không dính ra. Bữa nên bắt ếch ngay chân chỗ, ngay chân chỗ cái chạy đó đó, nên để cái vỏ ếch nhân chạy đó, nên bắt vòng 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 bên cánh bên đó thì người ta xạ rồi, chứ xạ rồi chỉ còn cánh bên này nè là người ta chưa xạ. Bây giờ nên đi vô đi đặt giọng nguyên đám cà na này luôn. Đục không không á em, không thấy dính gì trơn hả. Bên đó có mấy cái coi ở dưới 10 mét bên kia có nữa đó. Với đằng này mấy cái nè. Gặp không nhiều cũng gặp dính. Đây, một con. Quá mừng. Đừng con, kìa đó hai cái dính con nữa kìa. Hai cái dính đường con. Vì xa xa dính đường con. Chết quá luôn. Rút bây giờ. Không không à. Không ngon kìa. Nãy nên mình gom bên vườn cà na rồi. Giờ qua tới vườn ổi. Qua tới vườn ổi nè, giờ nên gom bên vườn ổi. Vòng qua vườn giò ổi này nữa. Là hết gặp. Ủa khúc này có đặt ta không thấy cái nào chứ vậy? À, vậy hả? Ổi trái nhóc chưa, ổi rẻ quá người ta không mua, không bằng không mấy gì nên không thấy người ta hái, mới thấy mấy trái bự chín đi nó thúi luôn. Ủa đường gì mà không dính. Đường hết sức cái đường. Ồ. Mấy cái đường mòn gì mà không dính ha. Mòn quá im, đường còn mới mà sao không dính luôn. Cái đường còn mới chát luôn, còn cắn cỏ nè mà sao không dính nó không biết.
kìa, nó được con bự kìa. Sớm giờ mới thấy. Sớm, bà xã nói sớm giờ mới thấy dính đựng con. Buồn luôn. Thấy nó vô nó ăn ổi luôn á, ăn ổi nhóc luôn. Chết luôn cái đường mòn chạy. Đường mòn chạy nó phóng qua đây im quá. Mà không dính luôn. Hai chồng lên gom cũng xong xuôi chân nè. Giờ chắc vô vỏ về được nhiều con vợ. Hay được 2 kg không? Chắc chắc cả 2 kg gì. Sáng nên thấy như trời ơi chỉ mưa hay gì cô chú anh chị, có mây đen à. Làm như muốn mưa ui ui. Dừng ngồi. Ổi người ta cắt nhánh là ta tiễn bớt này. Ổi trái quá trái, nhìn thấy mê luôn. Được 2 kg không vậy? Được 18 con đó. 18 con. Nè. Rồi để nên về nên đổ ra cô chú anh chị ơi. Này được có nhiều đó. Thất thủ à. Xài búa đó luôn hả? À búa ớt hả? Ớt mặn mặn hay? Ớt ớt thôi hả? Ớt ớt thôi hả? Hay nữa? Vừa ớt thôi để cay. À, nên chuột rồi sáng à. Số chuột sáng được có chừng 2 kg của chú anh chị. Nên làm hết luôn. Giờ bắt đầu nên muối xả ớt ha. Muối xả ớt cây nên đợi nắng lên chút cái nên phơi. Phơi cho nó gáo gáo, phơi một nắng á, phơi cho nó gáo gáo cái chiều chiên ăn cơm ha cô chú anh chị. Sáng sớm sáng cái là chợ ông chuyển mịt mù à, nên thấy mây đen không nè, mây nước không nè, mà không biết bữa nay có mưa không, có nắng nổi không nên mình chưa biết, cho nên thấy mây đen. Cái tàu du lịch kìa, à, tàu du lịch chạy qua cái sóng đánh ầm luôn đó. Còn đằng trước đó là ghe cào đó, ghe ta cào cá không chứ anh chị. Còn tàu du lịch chạy. Đó, tàu du lịch chạy vô cái đầu là sóng đánh ập 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 luôn. Đó. Đó. Sóng đánh mà mấy cái vớn rồi gung kinh luôn. Mỗi lần tàu du lịch chạy ngang là sóng dữ lắm luôn. Đây. Giờ này là đã muối xong rồi cô chú anh chị. Nên muối xả ớt ha. Cái để có nắng lên cái bắt đầu cái nên treo. Nên treo nên phơi cho gáo gáo cái chiều chiên cơm ha cô chú anh chị. Chuột. Muối xả nên phơi mà không có nắng cô chú anh chị ơi. Hơi gáo rồi. Hơi gáo gáo à. Nên phơi mà không có nắng, trời đang mưa á. Hôm nay nên lên nhà bác Út nha, tại vì ở dưới cái chiếc chẹt á mưa lớn quá, rồi nên hai chồng nên lên đây, tại dưới mưa lớn là nó tạt dữ lắm. Rồi nay hai chồng lên nhà bác Út, lên đây nấu cơm trên này ăn bữa luôn. Tại dưới mưa cái ướt nhẹp á, trời cũng mới mưa xong cũng mới hơi đỡ tạnh nè. Giờ hai chồng nên lên nhà bác Út cái chiên chuột cái ăn cơm luôn, ăn cơm với bác Út ở trên này luôn. À,
nào có nắng phơi được dốt dốt thôi à. Dạ cái chảo này chiên được có hai con à vợ. Lấy cá bự này là không thấy con. Dăng lên. Được à. Cái gió này nè. Lỡ rồi bố Út ơi. Cái gì mà mũi nó bung cái giò à? Mưa xuống cái mũi quá chừng luôn. Này bố quăng gì à? Ăn cánh gà hả? Cánh gà kho hả? Cái này của bác Út nè, gà khô rồi canh cá của nên có chuột không à? Chuột muối xả ăn hùng. Hùng ăn. Trời giờ cũng tạnh mưa của chú anh chị nhưng mà còn chuyển quá chừng à. Đó. Còn chuyển mưa quá chừng luôn. Này để nên cái đó gì vậy? Cá mặn chân. Cá mặn chân với ông cá. Ăn không chưa? Đây, cô bố Út đó. Rồi, nên mời cô chú anh chị dùng cơm. Mời cả nhà cô. Mời ba mẹ ăn cơm. Chuột đó bác. Có bác Út trai ăn chứ bác Út gái ăn. Rồi chấm nước tương à. Chứ mắm. Ăn chuột nhỏ nhất mình, chuột bự không nhất mình hả bác Út? Vậy là cũng xong bữa cơm. Cơm lại ơi. Đốt ăn khô hả? Không ăn canh vô. Thằng ba ăn canh được. Chứ hai cục gà với chuột cũng lắm. Bữa cơm đơn giản cô chú anh chị. Rồi thì video đến nay nên cũng xin tạm dừng luôn ha. Nên hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem vui vẻ. Bye bye.